bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ. Ngày đầu tiên đi làm mẹ. Oh. Ủa? Lê Hòa Lực Sĩ. Oh. Hai người làm gì ở đây vậy? Hai người cũng ở đây, hai người đi làm luôn hả? Ừ, thì tụi tôi làm ở đây mà. Oh my god. Đi làm mà còn gặp người quen, vui quá à. Sặc luôn. Trời ơi, mà tôi nói cho hai người nghe nha. Vậy? Làm ở đây là khó lắm á. Làm ở đây là bể cái gì là đền tiền cái đó đó. Thì đúng rồi. Còn nữa. Mà làm mấy cái kiểm hàng đó nha. Dạ. Mấy cái kiểm hàng rất là nhức đầu á, mệt nữa. Hai người làm được không? Ừ, yên tâm. Tôi đi làm chứ phải đi chơi đâu. Phàm trên đời này làm việc gì cũng phải có trước có sau. Khi chúng ta đi làm chúng ta phải hết tâm với lại cái nghề. Hả, hiểu không? Cho nên là tôi chuẩn bị tâm lý kỹ lắm. Yên tâm, không có gì làm khó được lực sĩ tôi. Yeah. Ơi, đừng có mà nghĩ như vậy nữa. Làm ở đây á là nhân viên tụi mình á là nai lưng lên làm. Ừ. Còn sếp á hả là ngồi yên một chỗ, đung đùi luôn. Cực lắm á. Thì như vậy người ta mới phân biệt ra cái nào sếp, cái nào nhân viên đó. Đúng rồi, nhưng mà không sao đâu. Ở đâu có Âu Oanh là ở đó có Lê Hòa. Ờ. Chứ giờ nè, thì bây giờ tụi mình cũng đang chờ kết quả thi. Thì bây giờ tụi tôi đi làm luôn, làm thêm kiếm tiền. Ừ. Giờ ở nhà làm gì chán muốn chết đúng không? Đâu. Sao giờ này mà chưa thấy Âu Lo nữa ta? Âu Lo ơi! Âu Lo! Âu Oanh ơi! Âu Oanh! Âu Lo! Âu Oanh! Sao vậy ta? Kêu ai lên tiếng hết vậy? Để mình lên coi sao. Ok, bây giờ Âu Oanh sẽ kiểm tra số lượng hàng nhập kho. Âu Lo kiểm tra số lượng hàng chuẩn bị xuất kho. Còn Lê Hòa và Lực Sĩ, hai người kiểm tra các sản phẩm chuẩn bị đóng gói cho tôi. Vậy. Biết rồi. Rồi, nói đi. Ok, tôi thông báo như vậy, mọi người đã nghe rõ chưa? Rõ. Vậy thì mau đi làm đi chứ. Bà có thấy là giờ này Yumi xanh xao lắm không? Tôi thấy xanh xao lắm luôn á. Kìa, còn ngáp nữa kìa. Suốt ngày ẻo oải. Ok, bây giờ mọi người lại làm việc nha. Tôi đi họp đây. Ê, Yumi. Khoan đi đã. Có chuyện gì? Mấy ngày nay tôi thấy bà đi họp nhiều lắm luôn nha. Mà không bao giờ hả bà truyền ý của cấp trên xuống hết á. Bà có đi họp không á? Tôi đi họp chứ không nghĩ tôi đi đâu. Hay là như vậy nè, bà đi họp đúng không? Cho tụi tôi đi chung đi. Tại vì á tụi tôi cũng cần phải nghe góp ý nữa mà. Ừ, tôi thấy đúng á. Không được. Không được là không được làm sao? Thì là không được chứ làm sao. Thôi tụi tôi quyết định rồi đó, đi họp chung với nhau đi. Không được, tôi đã bảo không được. Đúng ra, tôi đã bảo không được. Hai đứa không được vào đây, chỉ có Yumi được vào họp thôi. Tại sao? Tụi em cũng là nhân viên của công ty mà, tại sao chỉ có một mình Yumi được họp? Dạ đúng rồi đó, tại sao chị? Thấy chưa, tôi nói rồi, hai người không có lên được đâu mà cứ đòi đòi đi theo. Không được. Thôi, không được đâu. Ngày hôm nay á, Yumi không được khỏe, tụi em phải đi theo để lỡ như có chuyện gì thì tụi em còn giúp đỡ kịp.
Dạ đúng rồi đó. Tụi em còn phải đi theo để san sẻ công việc với Yumi nữa chứ. Không ổn rồi. Bọn này chắc chắn là đã bắt đầu nghi ngờ. Thôi đi vô họp. Yumi, em không khỏe sao? Nhìn em xanh xao quá à. Thôi em đi về đi nha. Khi nào khỏe thì lên làm cũng được. Được hả chị? Vậy đi đi em. Thôi tụi tôi đỡ Yumi về. Đây. Cảm ơn chị. Chào em. Tất nhiên cho người nghỉ phép cũng chả sao. Dù sao cũng mới tuyển lực sĩ và Lê Hòa rồi, lo gì. Bỏ tôi ra. Hai người làm gì vậy? Muốn trả thù cá nhân hả? Bỏ ra. Trời, tôi xin lỗi. Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Chỉ cần thả tôi ra là được. Buông ra đi. Mau lên. Hai người độc ác lắm. Dám trả thù cá nhân hả? Đứng lại. Cái gì mà xuống ngồi xuống đây vậy? Thuốc này có tác dụng không đó? Thuốc của Thái Thượng Lão Quân cho á, là để hồi phục tiên lực đó. Có tác dụng chứ. Cái gì? Nếu như vậy á, có nghĩa là Ông dùng cái này á cho người phàm á hả? Không sao đâu, chứ không đến nỗi nào đâu. Trời ơi, Yumi có phải là tiên đâu. Thì có sao đâu, cái này có một liều lượng nhỏ xíu à, không làm ảnh hưởng ở đâu. Làm sao mà ông biết được, làm sao mà ông chắc được? Tại vì tôi nghĩ á, khi mà đưa tiên khí vô người trong cơ thể của một người mà có âm khí trong người á, thì tiên khí sẽ đẩy âm khí ra ngoài. Tôi nghĩ Yumi có âm khí. Ông nghĩ làm sao mà được? Trời ơi, cái này không thể nào mà suy đoán được. Rồi rủi như á mà ông suy đoán sai thì sao? Không có sao đâu mà, để nói rồi, cái này có một liều lượng chút xíu à, ông ảnh hưởng đến hả sức khỏe của bà đâu. Kia, nhìn kia. Âm khí ở trong người của Yumi. Đúng rồi đó, mất rồi. Hả? Thôi cũng may á là suy luận của ông là đúng á nha. Đương nhiên rồi, ông lo mà. Ủa, nhưng mà nếu như vậy á thì cái lượng tiên khí mà còn lại thì nó sẽ đi đâu ta? Đi đâu nữa? Trong người Yumi á, đâu đi đâu đâu. Trời, không lẽ như vậy á là mình cho người phàm học phép thuật sao? Mày khéo lo quá à. Yumi trước giờ hả có theo khóa học một cái khóa mà hả về phép thuật đâu. Với lại hả làm sao mà Yumi biết được trong người của Yumi có tiên khí, đúng không? Mà con người lại vậy á, họ sẽ không làm những điều mà họ nghĩ là họ không có khả năng và họ không tin tưởng. Hiểu không? Trời. Mệt quá. Rồi, qua bấm thùng này lên đây luôn. Hay quá ha, không lo phụ ngồi nói nữa. Lên giọng với ai vậy? Mày với ai? Ê nè, bây giờ nè, trong lớp khác bây giờ cùng chức vụ cùng công ty nè, giờ muốn gì? Lâu rồi không quýnh, giống như là mày lờn mặt hay sao á. Bây giờ mệt quá rồi, phụ người ta coi. Không, bấm đi mệt, ai chả mệt, tôi ngồi không tôi cũng mệt vậy. Mệt gì? Lo suy nghĩ nhiều chuyện bực bội lắm, lên lên. Thiệt luôn, sáng giờ đá cho một cái chứ càm ràm hoài không. Sáng giờ mình tôi ginh á. Vậy bộ đánh lương cho 5.000. Nhiều quá, 5.000 nhiều. Làm mệt quá. Hey. Thôi chị. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.